mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp Nhí. Quý vị và các bạn thân mến, Nhanh Như Chớp Nhí là chương trình do DID TV thực hiện, được phát sóng định kỳ vào 20 giờ thứ Nhật hàng tuần. Chương trình được đồng hành bởi đơn vị tài trợ chính Phô Mai Có Bò Cười, nhãn hiệu Phô Mai số 1 Việt Nam. Chúng ta sẽ được đến với rất là nhiều những bạn nhỏ đến đây để chia sẻ trí thông minh thông qua các câu hỏi của chương trình. Và đội nào chiến thắng sẽ nhận được một giải thưởng trị giá 10 triệu đồng, trong đó có 5 triệu là hiện kim và một phiếu voucher trị giá 5 triệu đến từ thương hiệu Sardini, nhãn hàng thời trang thiết kế dành cho bé và gia đình. Cũng như chúng ta cũng sẽ có những món quà rất là dễ thương được trao bởi thương hiệu Cineworld, hệ thống vui chơi giáo trí dành cho các bé từ 0 đến 12 tuổi. Và ngày hôm nay, như thường lệ, hãy chào đón hai vị đội trưởng rất là dễ thương. Họ có một chủ đề đặc biệt dành cho chương trình ngày hôm nay. Hãy chào đón Thủ Tướng và Puka. Chà, bữa nay tham gia chương trình dành cho Lý cái tự nhiên đồng giao hẳn đi ba. Nhìn thấy cưng dễ sợ luôn. Cưng à, đồ bá hộ đúng không? Không biết nữa, lấy đồ của mấy bạn nít này cho mặt cho vừa y. Đóng vai gì, nhân vật gì mà bận đồ này? Dây tắm. Tính có vì sao không? Anh Tính ơi, anh có đọc chuyện cổ tích không? À. Có, tôi chuyện đó là anh chồng lắm. Xưa giờ cô tắm chứ không có anh tắm. Cô tắm, tắm cho ai thích tắm, tắm với bác gì anh tắm với cô tắm. Đúng rồi, chuyện tắm ai cũng có thể thích tắm, nhưng mà cái chuyện cổ tích đó cô tắm là phải là cô tắm. Tại vì biết không, cái bạn nhỏ quen thì lại cô tắm đẹp lắm. À. Tự nhiên nhìn Tính á, cái nó bị tuột bút rồi, nó bị ám ảnh, nó không có thích cô tắm nữa đó, nó bị thích.